Dạ Linh xin chào quý ông bà cô chú các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thông Nữ Cà Mau nha. Hôm nay thì Linh có ngoài đống tre của cha Linh là có mấy cây tre, thì Linh định vuốt mấy cây tre này để làm cần câu để mình đi câu cua mọi người. Bây giờ thì đa số là ở đây có cái gặp thăm gặp và hiện đại hơn, nhưng mà hôm nay thì Linh muốn cho mọi người biết về cái cách ngày xưa người ta bắt cua bằng cái cần câu như thế nào, nên là hôm nay thì Linh sẽ làm cái một cái cần câu cua để thử xuống vuông câu cua thử có cua không nha mọi người. Ngày xưa câu cũng dính dữ trời lắm, nó nhạy hơn mình đặt gặp nữa. Thì bây giờ Linh vuốt cái cần này cho nó tròn lại, nó tròn lại rồi Linh sẽ tóm cái lưỡi câu vô. Đó, cái cây của Linh vuốt như vậy tạm thời nó cũng ổn, nó cũng bóng rồi đó mọi người. Thì bây giờ Linh sẽ tóm cái mình chặt ở đây để mình làm dấu để cho cái cọng chỉ nó đừng bị chạy. Thì Linh có chuẩn bị một cái cuộn chỉ như vậy nè, thì mình cắt khoảng bằng cái cọng dây này. Không biết là có ai còn nhớ cái cách làm này không nữa. Đó, thì Linh cắt cái cọng chỉ này khoảng ngang đây ha. Cái lưỡi câu á thì Linh sẽ dùng cái lưỡi chì nè mọi người. Cái này là cái dây chì á, dây chì thẳng. Thì bây giờ Linh sẽ bẻ lại. Bẻ lại mình nhớ chừa cho nó có cái đường để lát mình xỏ cọng chỉ vô. Rồi, bây giờ thì Linh quấn lại lại. Đây, mình có cái lỗ như vậy phải không? Bây giờ thì Linh sẽ xỏ cái chỉ này, Linh sẽ tóm vô cái cần câu này. Một cái khúc của Linh đâu rồi? Đây. Ngày xưa cái cần câu này dùng để đi bắt cua là rất là hiệu quả luôn. Nhưng mà càng ngày càng tiến bộ thì người ta không có còn cắm câu nữa, mà người ta đi thả lợp á, nó vô cái lợp luôn. Hôm nay thì Linh thử làm lại, không biết có đúng không nữa, không biết có cắm được cái câu không thì Linh cũng không biết nữa. Rồi, buộc chắc cái đầu này vô. Nè, Linh sẽ buộc cái đốm này lại. Đó, thì nó tạo ra một cái mối như vậy phải không. Rồi, Linh sẽ xỏ cái này luôn qua cái cọng dây chì này để mình kéo lên. Đó, thì cái dây chì này là đã buộc cứng vô cái sợi dây này. Thì cái dây chì này để mình móc cá vô nè mọi người, móc cá vô cái mình quấn lại. Đây, thì đây là cái cần câu mà Linh đã hoàn thành này nè mọi người. Thì lúc nãy Linh có làm trước 3 cây, thì tổng cộng là hôm nay thì Linh có là 4 cái cần câu này. Linh sẽ vô kiếm cá để mình móc vô để mình chuẩn bị đi cắm câu ha mọi người. Đó, bây giờ thì mình đi thôi. Thì nãy giờ Linh vô nhà, Linh lấy hai con cá, Linh cắt ra mọi người. Thì bây giờ là Linh sẽ xỏ mồi ha. Thì mình cái lưỡi chì này nè, mình sẽ xỏ qua con cá, mình xỏ cho nó xiên qua con cá này nè. Đó, nó cứng quá ta. Xỏ từ đây xỏ xuống đi. Mình xỏ con cá nó giữa cọng dây chì vậy nè. Và bây giờ thì buộc lại. Đó, xong một cần ha. Đây một con nữa. Cái này là nửa con. Mỗi cái mồi thì chỉ cho nửa con cá à. Cọng dây chì nó bị cong. Này, tại lúc nãy Linh có xỏ mồi rồi á mọi người, nhưng mà quay nó bị mất tiếng là Linh làm lại cho mọi người coi một lần nữa. Đó, thì xỏ xong rồi cứ quấn lại. Rồi, thì đây Linh sẽ có 3 cần. Một cần thì Linh đã cắm rồi xuống chỗ này nè mọi người. Đây, Linh mới cắm xuống chỗ này một cần rồi. Thì bây giờ Linh sẽ đi cắm 3 cần còn lại ha. Mình đi cắm khoảng xa xa thì Linh sẽ cắm một cần. Cắm gì đó khoảng 15-20 phút Linh sẽ đi ra thăm. Linh sẽ cắm ở chỗ bờ này một cần ha. Bữa nay nước nó lên nó ngập dữ trời lắm mọi người ơi. Cua mà nó ăn là mình nhìn dễ biết lắm. Nó ăn là nó sẽ kéo cái cần câu liệt liệt xuống mé sông luôn vậy á. Rồi,
Bây giờ thì Linh sẽ vô khoảng 30 phút hay là 1 tiếng sau Linh sẽ đi ra thăm. Dạ xin chào quý ông bà cô chú các bạn. Thì bây giờ là hồi nãy giờ Linh cắm câu xong, bây giờ đi thăm câu nha. Có mấy đứa em nó đi lại chơi, nó là Linh ngủ nó đi thăm câu với Linh luôn. Đây là Di, con của thím ba, còn đây là hai đứa bạn của Di Cần Thơ xuống á, nên là cũng không biết ở Cà Mau người ta đi thăm cua như thế nào, nên là sẵn Linh ngủ mấy đứa nó đi thăm cùng Linh luôn nha. Bây giờ là xin mời ông bà cô chú các bạn, các em nhỏ đi thăm câu nha. Nãy chỉ có ở đây cần nè, không biết có ăn không nữa. Sao không thấy nhúc nhích, sao không thấy nhúc nhích gì chưa vậy? Ôi mẹ, hình như nó ăn nè mẹ ơi. Nè mẹ coi, quay sát xuống đây cho người ta thấy nè. Đó con cua nó ăn là nó lôi vậy nè các bạn. Đó mọi người thấy không? Bà chó này bà đi theo chi vậy, gộn xăng quá vậy. Nhẹ nhẹ thôi. Người ta có cái vợt nhưng mà tại vì lâu lâu Linh mới cắm một lần đó, nên là Linh không có làm cái vợt hay mọi người. Dính con cua. Đây, dính được con cua rồi mọi người ơi. Nó còn đang ăn miếng mồi luôn nè. Đây. Rồi bây giờ bỏ nó vô, bỏ nó. Bỏ cần câu vô đây. Chó cũng đi theo nữa. Nấu lẩu mắm á, thịt bò đó chưa kịp ăn nữa là nó ăn hết trơn rồi đó. Đi, nắng quá. Sao mẹ không bán dép vô? Đây là nãy có cắm một cừ nữa nè. Cừu này hình như không ăn hay gì, không thấy có gì động tĩnh gì chứ. Cừu này không có con gì ăn hết trơn. Cái giọng cười của bạn đi lên bắn này. Xui quá, chỉ dính một con à. Ôi, ở đây có cá quận nữa. Ôi cừng này ăn nè mẹ ơi, mẹ mẹ cừng này ăn nè, nó giật nè. Sao cứng ngắc vậy? Cua này chắc bự à. Coi 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 sao cứng dữ vậy? Nó lôi xuống chà hả gì ơi? Mình kéo từ từ thôi, kéo quá là nó nhả ra đó mọi người. Ý ý ý đó, đó, đó. Đó, 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 đó. Nó lo dữ lắm, nó lo dữ lắm, nhưng mà sợ nó đi xuống dưới quá. Thôi, dính một con nữa. Ôi, ở vô. Hai con, hai con. Nó lại dính cứng ngắc luôn rồi. Đi lại đằng này coi một cừng nữa. Còn một cừng đâu gần đây nè. Cái bà chó này bà đi đâu bà cũng chạy theo chi vậy ta? Cái cừng này hình như là cái cừng này không có con gì ăn hết trơn á. Chắc tại cắm gần quá à. Rồi được hai con mọi người ơi. Thì bây giờ chắc đi vô nướng cua mời mấy đứa em ăn luôn. Họ có hai con nó hơi nhỏ, nó không có được bự hơn. Thôi mình đi vô thôi. Đi vô. Rồi, đi vô luôn đi. Ba đứa đi vô. Tôi rối mà. Nãy giờ thăm dính được hai con nè mọi người. Tại vì á nó ăn nó kẹp cứng ngắc à, mấy con cua nãy dữ lắm mọi người. Hai con này thì nó hơi nhỏ, cua yếm vuông không mà chứ không phải cua bự. Bây giờ chắc Linh đổ ra. Đó, bây giờ Linh bắt cua lên rồi, bây giờ thì Linh gút múc than ra là mình đổ vô cái lỗ này để Linh nướng cua. Cái chỗ này hôm qua Linh nướng con gà nè mọi người. Tại hôm nay nhà Linh nấu rượu á nên có than nhiều lắm, nên là sẵn mình múc ra mình nướng con cua luôn. Đó.
đang luộc cái tôm của Linh nè mọi người, tại vì tôm ở Cà Mau không có nướng được. Còn con cua thì đang nướng, nó cũng sắp chuyển màu mọi người ơi. Còn gì đang đâm muối ớt, không biết có biết đâm không nữa. Nhưng mà nhìn cũng chuyên nghiệp. Nhìn ngón tay là thấy chuyên nghiệp. Nhìn ngón tay là thấy biết chuyên nghiệp rồi đó. Dạ. Này là muối ớt siêu cay nha mọi người, bao nhiêu muối này đó. Bao nhiêu ớt này nè mọi người, bao nhiêu ớt đó luôn. Đây cái tôm với cái cua của Linh á, bây giờ nó chín luôn rồi, tại vì có hai con á, Linh sợ ăn không đủ nên là Linh bắt thêm tôm để luộc nó nè mọi người. Đó. Xong. Bây giờ thì dọn ra ăn thôi. Dạ xin chào quý ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thông Nữ Cà Mau nha. Hôm nay thì Linh có đi bẫy cua á, mình đi cắm câu cua thì được có hai con cua à. Quý ông bà cô chú ơi, thì Linh luộc thêm mấy con tôm cho mấy đứa em nó ăn nữa, tại vì sợ hai con cua không đủ ăn á. Thì bây giờ là xin mời quý ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ cùng ăn nha. Mời mấy em ăn đi. Nè ăn gì lấy đi. Ăn tôm hả, ăn cua. Đó, cái tôm này là luộc. Đây, gọi gì ăn lấy đi nha. Đừng mắc cỡ nha. Bây giờ thì lọc con tôm trước đi, ăn tôm trước đi rồi ăn cua sao. Nóng quá vậy nè. Có, em lựa con nhỏ, em ăn con nhỏ. Nè con này nhỏ nè. Sao ăn lịch sử quá vậy, ăn con nhỏ phải ăn con bự chứ. Đó. Hèn chết. E thiện khiếp lắm. Nó giả bộ đó mọi người ơi. Chứ ở ngoài nó ăn dành ăn với em nữa. Có nha. Cay hả? Nghe thở thấy thương quá vậy. Sao hồi nãy không nói gì đâu, ít ít ớt rồi. Hai đứa không đứa nào ăn cay được hết hả? Không, em ăn cay được. Con nhỏ bự ăn cay được. Trời ơi, tội nghiệp quá chứ. Hồi xưa chứ cũng ăn cay được đâu. Nhưng mà làm YouTube á, ngày nào cũng làm siêu cay hết trơn á. Rồi viết rồi thành ăn cay được luôn. Xin mời tất cả mọi người nha. Tôm mới bắt hồi sáng á, ngọt ghê. Hên lắm á, tại hồi sáng người ta không có cân tôm nên mới còn tôm á. Nước chấm thần thánh. Nước chấm ngon hết ha. Ai làm vậy? Di làm hả? Không. Ngân làm hả? Em làm. Em có biết làm gì đó. Ngân làm, hôm nay nước chấm ngon lắm. Bây giờ tách con cua ra đi ha. Mọi người thấy con cua. Tại nướng xong cái nó bị rụng càng hết trơn à. Con cua này mới bự nè. Con cua này bự sắp sọp luôn vậy. Ủa không phải nó sọp mà là nó... Đây chứ để xích vô cho dễ chấm. Đó. Ăn đi, ăn tự nhiên đi em. Cái tách con cua ra ha. Con cua này nó sắp lột rồi nè, nên là nó bóc ra. Cua gạch. Cua yếm vuông chứ không phải gạch. Con này không có gạch nhưng mà nó là yếm vuông. Gạch này mới ngon nè. Ừ. Nè cái con này nó sắp lột á mọi người, nên là hả nướng cái nó bị bể cái yếm nó ra luôn nè. Đó. Mọi người thấy con cua không? Đó. Không biết lấy sao lấy cái yếm này ra ta, cứng quá. Không có móng tay em lấy nè. Có móng tay lấy rồi bẻ cho bạn đi. Rồi đây con nữa nè. Có tới hai con mọi người ơi, thì một người nữa con. Đông quá. Bẻ cho bạn đi, đứa nữa con. Đây chứ bẻ cho ha. Linh bỏ cái vú cua ha. Ai bị đá dòng á. Ba đứa có đứa nào bị đá dòng không cho ăn vú? Cái vú cua. Không biết hả? Mình nông cạn quá. Ba đứa có đứa nào bị đá dòng không? Bị đá dòng á là ăn vú cua sẽ hết. Bây giờ bẻ ra ha. Ở trên đây nó có cục cứt của con cua nữa. Ăn nhớ tránh tránh ra. Cái tay bị gung quá à. Đó nè, đứa nữa con đi. Ở trên đây nè, cõi cái gạch nó ngon lắm á. Nè chỗ này là cái cục. Cái cục. Cái cục ấy của con cua để chứ lấy ra bỏ luôn. Rồi. À. Rồi bây giờ thì Linh với Vi hai đứa sẽ ăn con cua này. Con cua này là con cua đực, còn hai đứa ăn cua yếm vuông. Đó. Xin mời ông bà cô chú ha, xin mời các bạn nha, mời các em nhỏ nha. Cái gạch nó béo lắm á, em biết ăn gạch không? Ăn đi béo lắm không sao đâu. Thử đi. Chấm vô cái muối ớt ha. Lâu chứ không ăn cua. Ủa? Lâu. Mới ăn mới hả? Quên. Lâu. Rồi hỏi mẹ gửi lên phải không? Cua nướng ăn ngọt hơn cua luộc á.
mà gạch này nó ngon nữa. Ngon quá. Cái gạch đúng béo luôn á. Hai đứa ăn thấy sao? Cô gì ăn y chang cô. Cua ăn y chang cua. Cua thịt ngọt lắm mọi người, chắc thịt. Đi ra. Nóng. Nóng mà cái gạch nó béo ha. Cua gạch son á thì cái gạch nó đỏ hơn, nó bự hơn. Chấm cái cua vô đây. Ôi nó ngon. Thịt ngọt á. Hai cua này đúng chắc luôn á mọi người. Trên đây còn cái trên gạch nó còn cái yếm nè, trên cái yếm nó còn gạch nữa nè. Trên cái yếm còn gạch nó lộn. Ăn thử cái gạch trên yếm. Cái gạch này nó béo lắm mọi người ơi. Hồi đó giờ cũng ít nướng cua ăn lắm, toàn luộc không à. Wow, cái này là cái cục phân của con cua. Xin mời mọi người ha, mời mọi người một con tôm ha. Đó. Ngon quá. Tôm ngọt quá. Tới ăn cục gạch của con cua này. Chị thử không chứ đút vô miếng à. Béo lắm. Chấm chấm giùm em đi. Phải chấm chấm nữa hả? Béo hả? Chua quá. Chua hả? Chua mạnh quá. Thì em kêu chấm chấm chứ chấm chấm mấy lần. Có vừa chấm mạnh đó. Giờ thử cái càng đi. Sao mấy đứa ăn trọng quá vậy chứ ăn hết luôn, mấy đứa chưa ăn xong nữa. Cua nướng nên là cái càng nó giòn. Lên sóng thì mày nó ra cho bạn ăn. Ăn uống hàm hồ nữa ấy. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là bốn chị em đã ăn xong hết cái mâm tôm luộc với hai con cua rồi mọi người. Thì bây giờ á là Linh xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn các em nhỏ ở những video tiếp theo nha. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ Linh nha. Bye bye.